Nick.vn là hệ thống bán tất cả link game online tự động lớn nhất Việt Nam. Mới đây, Nick.vn cập nhật thêm một danh mục hệ thống dịch vụ tất cả game online như là Ngọc Rồng, Làng Lá, Hải Tặc Tí Hon, Hiệp Sĩ Online và rất nhiều game khác nữa. Đặc biệt, web có thể mua vàng Ngọc Rồng với giá 1.000 Việt Nam đồng. Tất cả đều tự động 100%. Mua vàng mua ngọc, truy cập ngay Nick.vn. Jono, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DP đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ nhá. Thì video này là một cái video về mã captcha do admin fix. Thì đây là sẽ nói vấn đề về mã captcha và một số thứ linh tinh. Thì đây mình đang sử dụng một phiên bản web VIP và bây giờ mình sẽ vào game nha anh em. Ok, đó, vào game thì nó sẽ hiện cái gọi là đầu tiên là mã captcha rồi. Để khi anh em mình vào nó sẽ chống treo, chống năng lượng auto ấy. Đấy, thì mới đây là admin đã fix lại, nhìn dễ hơn và gọi là coi như là dễ hơn và thay đổi từ 5 ký tự sẽ thành từ 4 đến 7, tức là 4 đến 7, có bao nhiêu anh em nhập bấy nhiêu. Thì mình rất là buồn cười là một số anh em nhập rất buồn cười nhá. Ở trên đây nó hiện là 513735 đúng không, thì nó hiện đọc xem nào, 6 số, nhưng mà nhiều cái nó hiện 4 số, thì anh em không nhập 4 số, anh em hiện nhập 5 số, mà rõ ràng là trên đấy nó chỉ có 4 số thôi mà anh em nhập 5 số, làm sao nhập được. Thì bảo sao là anh em bị khóa link. Thì anh em để ý cho mình, bây giờ game cứ hiện như bao nhiêu số thì anh em nhập bấy nhiêu số thôi. Từ 4 đến 7 ký tự, không phải là 5 ký tự nữa, ngày trước nữa. Bây giờ từ 4 đến 7 có bao nhiêu số nhập bấy nhiêu nhá. Ok, thì nhập cho anh em xem. 5 1 3 7 3 5. Đó, thì mình nhập hoàn toàn đơn giản và dễ dàng. Trong ngày hôm qua thì nó hơi khó một tí vì game nó chưa fit. Cái lên nó sẽ bị trùng theo cái chữ và đôi khi nó màu đen xì, chả thấy gì luôn. Đó. Thì cũng như là mã captcha để làm gì, một số anh em hỏi mã captcha là cái gì. Mã captcha là một cái gọi là tính năng chống treo của game. Nghĩa là khi anh em treo game đúng không, anh em treo thì tầm khoảng 30 phút thì nó sẽ thông báo một lần. Anh em không nhập cái mã captcha đó thì không thể treo được game nữa, hoặc là không thể chơi được game nữa. Có như là lần đầu chơi game thì vào game là đa số là phải nhập mã captcha. Khoảng một thời gian cố định là sẽ bị nhập một lần. Đó, thì game nó sẽ fit. Còn vấn đề là 30 phút ra một lần thì hiện tại admin đang xem xét lại để fit mã captcha cho hợp lý, tức là thời gian xuất hiện mã captcha. Đó. Thì có một số anh em đang sử dụng phiên bản auto tune để phá mã captcha, hiện tại là fit hết rồi, không còn một phiên bản nào gọi là phá mã captcha. Và sắp tới chắc chắn là nếu mà thế nào cũng có rồi, mình nghĩ là thế nào cũng có, thì khi fit này thì nó sẽ khó hơn một tí thôi, nhưng mà khoảng thời gian sau thì chắc chắn là một số người mod game họ lại tìm ra phiên bản, họ làm ra một phiên bản phá cái mã captcha. Đó, thì liên quan là như vậy. Chống phá game mà anh em biết là anh biết đấy, thì nhiều anh em úp vàng phá cái úp vàng cái kinh khủng luôn, nên ra là ra cái mã captcha đấy. Còn cái bùa ai hùng ấy này, để cho anh em xem cái bùa ai hùng thôi. Đây, cái bùa ai hùng đây, mình nói lại một lần nữa trong cái video trước mình có nói rồi. Thì cái bùa ai hùng này, nó tác dụng của nó chỉ có thể là hỗ trợ bạn đánh quái siêu quái, đánh siêu quái như là quái thường, và con quái thường nó cũng sợ bạn đây. Bạn sẽ oai vệ hơn, quái thủ lĩnh sẽ sợ bạn và đánh bạn yếu đi y như con quái thường, tác dụng trong một khoảng thời gian kể từ lúc mua. Đấy, thì tác dụng của nó chỉ có thế thôi. Còn trước đây là game ra bị lỗi cái bùa ai hùng này, nó không có tính năng là chống phá mã captcha cả, hay là tính năng phá mã captcha cả. Thì game mới đây do anh em làm clip nhiều quá về auto tune quá, hay là úp xích kích hoạt các thứ, nên ra là admin game nó đã ích luôn cái bùa này luôn, coi như là phi luôn cái bùa lỗi này. Thì nó chỉ có đúng tính năng ban đầu của nó thôi, là chỉ để oai hùng, oai vệ và dũng mãnh hơn, không sợ siêu quái, siêu boss đấy. Thế thôi, còn tính năng của nó chả phải là phá mã captcha hay gì cả. Thế thôi, coi như là anh em mất một thứ rồi, coi như là game mất một thứ. Rất buồn cho những anh em, một số anh em tâm sự là mua bùa oai hùng để úp vàng đây, mua mấy một tháng hay sao này, nghe từ là mua một tháng bao nhiêu tiền nhỉ, xem nào, mua bùa oai hùng một tháng này thì cũng ít thôi, không nhiều đâu, nó có 700 ngọc thôi, chỉ có 700 ngọc thôi mà, 700 ngọc đấy, 700 ngọc rơi vào gần 200 nghìn, đúng không, đùa rơi gần 200 nghìn. Thế thôi, nó cũng thế thôi.
Ok, để bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em qua một cái này. À, là mình còn một thứ nữa hay ho nữa, đó là thế nào? Khu 51 à? Từ từ mình xem nào. Khu 51, hiện tại game đang fit mã captcha thì chắc chắn anh em đang chơi game và đang sử dụng, không có không mua bất cứ vàng tự động ở một website nào khác ngoài leak.vn. Mình nói là sự thật, trong ngày hôm nay không có một website, bất cứ website nào có thể mua được vàng tự động ngoại trừ leak.vn. Đây, đây là con bot của leak.vn. Anh em là mua vàng mua ngọc có thể lên leak.vn. Hiện tại anh em tìm bất cứ một website bán vàng tự động nào, không có web nào có thể bán được trong 1-2 ngày hôm nay. Coi như 1-2 ngày hôm nay đi. Đấy, hôm nay thì leak.vn đã bán được rồi. Anh em nào mua vàng thì có thể lên đó mua. Thì đây mình sẽ giao dịch và mình cũng đã có mua rồi cho anh em xem. Đây. Mở giao dịch. Chờ tí, nó đang giao dịch rồi. Đấy, mình đã mua 20.000. 20.000 được 52 triệu vàng. Đó, thì giá vàng và giá ngọc trên web đã có ghi rõ và ràng, anh em có thể lên đó tham khảo và làm thẻ. Thì đấy, thì đó cho anh em vào game giao dịch thôi. Ở với phần dưới phần thông tin nó sẽ có chỉ rõ là bot đang làm ở khu bao nhiêu. Đa số thì khu 51 và khu 52 và khu 10 gì đó. Anh em có thể tìm kiếm. Đây mình sẽ khóa luôn này. Đây là con bot nha anh em, chứ không phải là người giao dịch đâu. Bot giao dịch tự động 100%. Hiện tại trong ngày hôm nay và chưa có website nào bán trong ngày hôm nay hoặc mấy ngày nữa. Chỉ có leak.vn thôi. Anh em nào đang thiếu vàng hay thiếu gì có thể lên leak.vn mua nhá. Đó thì mình được bao nhiêu nhỉ? 52 triệu à? 52 triệu không chơi rồi, không đủ mua rồi. Mình tính là mình lạp thêm để mình mua, nhưng mà mình chia cho thằng em mình 30.000 rồi. Mình chia cho thằng em mình 30.000 30.000 được bao nhiêu nhỉ? 30.000 được 7 mấy triệu nhỉ? Đấy thì mình tính là mình lạp 50.000 để mình mua cái giáp luyện tập cấp 2 cơ, xong mình đó mình lạp ấy xong mình đập, nhưng mà không đủ tiền. Thế thôi, thì video mình chỉ xin phép giải thích em về mã captcha và coi như là vụ fit mã captcha và bùa oai hùng, với cả giới thiệu anh em luôn là leak.vn bán vàng tự động đó, anh em có thể nên tham khảo nhá. Ok, thì video mình xin phép dừng tại đây và cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho mình một like, một subscribe cũng như là ấn vào cái chuông để thông báo video mới nhất của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Chúc anh em một ngày vui vẻ nhá. Bye bye. Đây, bạn này chắc vào đây để mua vàng tự động này. Hello. Ok, bye. Xem thêm thì ấn hai video này nha anh em. Nhớ subscribe nhá.